Hello anh em, mình là Kiên Mô Tôn. Ở clip hôm nay ấy, thì mình muốn chia sẻ với anh em và các bạn. Có rất nhiều anh em khi đi xe của mình ấy, hay thay những cái loại buji. Ở đây thì mình có những cái buji rẻ tiền. Đây là những cái buji rẻ tiền và những cái buji đắt tiền mà loại bình thường anh em nhé. Chứ mình không nói gì buji bạch kim. Buji bình thường thì đều là những cái thương hiệu nổi tiếng. Ở đây thì mình có Denso và NGK. Ok, và đây thì mình có cái buji dành cho người. Để đây ạ. Ok, thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái cách lựa chọn cho mình một cái chiếc buji thương hiệu Denso. Ở cái clip sau thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ với anh em cách lựa chọn thương hiệu buji NGK như ở đây mình có. Rồi, ok, cái buji thì nó sẽ chia ra làm hai dòng chính, đó là buji chân dài. Đây anh em, buji chân dài thì ở đây như này là buji chân dài. Mình đã tháo ở trên chiếc Exciter 150 hay là những cái con Way ZS, ZSX đó, Way 110 thì nó sẽ sử dụng những cái loại buji như này, hoặc là trên những cái chiếc xe A-Blade, xe ga nói chung thì nó hay sử dụng những cái buji chân dài như này. Còn thường trên thị trường là sẽ sử dụng những cái buji chân ngắn như buji xe Jim, xe Way đó. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ với anh em cái cách mà lựa chọn cho mình một cái chiếc buji Denso như thế nào là hàng xịn, đúng cái số tiền mình bỏ ra. Nói qua về cái buji thì cái buji, cái nhiệm vụ chính của nó sẽ là đánh lửa ở trong buồng đốt. Nó phải chịu một cái tỷ số nén rất là cao, và cái buji chuẩn thì nó sẽ phóng lửa chuẩn để nó sẽ xúc tác gây cháy đột ngột ở trong cái buồng đốt để sinh một cái lượng công rất là lớn để đẩy cái quả piston để thành một cái vòng xoay moment xoắn để đẩy cái chiếc xe của các bạn đi lao vun vút đi trong gió đó, hay là trên tăng tốc rất là nhanh. Thì chia sẻ qua về cái buji thì cái buji thường thì anh em có thể nhìn thấy những cái buji như này, nó là hình dáng nói chung. Ok, còn thương hiệu thì ở cái clip này thì mình sẽ không bàn đến cái chuyện thương hiệu. Thì ở đây thì mình có buji rẻ này, buji Denso và buji NGK là những loại buji đắt. Còn mình sẽ không so sánh và phân biệt giữa những cái buji rẻ. Mình làm cái clip này là chỉ muốn là để so sánh giữa những cái buji xịn và những cái buji nhái cùng một cái thương hiệu anh em nhé. Ok, thì bây giờ là mình sẽ bỏ qua mấy cái buji này ra một bên, không sẽ nói đến cái buji này. Thì bây giờ là mình sẽ nói đến mấy con buji chính Denso. Đây là mình đã tháo ở trên cái xe khách của khách ra. Thì ở đây thì mình có một cái con buji Denso tháo ở trên xe mới họ đi, và mình đã tháo ở trên cái xe mới ra để cho các bạn so sánh, dễ so sánh. Ở đây là cái buji xịn anh em nhé. Đây là mình sẽ để gần vào đây. Đó, cái trên cái buji xịn, cái chữ Denso ở đây nó bắn máy tính là chữ Denso có vân anh em nhé. Đó, anh em có thể nhìn rõ chữ Denso có vân. Nó là những cái chấm nhỏ nó in vào, và cái chữ nó rất là nét, sắc nét đó. Khi anh em sờ vào đây thì hầu như là nó không có một cái gợn của cái mực của cái chữ. Đó, đây là buji Denso U20FS-U. Đó, đây là cái thân của nó. Và ở trong cái chấu đánh lửa ở đây nó có một cái rãnh. Thì ở đây thì trên máy quay của mình thì nó cũng, các bạn khó hình dung ra, nó sẽ có một cái rãnh chữ U. Ở đây là nó, cái chấu này nó sẽ là chấu phẳng này, ở mặt bên trong nó sẽ có một cái rãnh hình chữ U. Thì khi tia lửa điện nó phóng, nó sẽ phóng vào cái chỗ đấy, nó sẽ gây cháy cục bộ ở đây, nó sẽ dữ dội hơn là thằng, nó cháy dữ dội hơn là thằng buji NGK. Đây nó không có cái rãnh đó. Thì đây là sẽ là một con buji xịn anh em nhé. Thì bên cạnh đó thì ở đây mình sẽ có một con buji Denso cũng làm chấm anh em nhé, nó cũng bắn chấm đó. Anh em nhìn cái chữ nó to tướng hơn ạ. Đó, đây là buji Denso nhái, nhưng cái này nhái cũng gọi là nhái cao cấp đó anh em. Về cái chất liệu sứ, màu trắng của sứ thì nó cũng gần như nhau. Về cái chất liệu mà làm nên cái thân sắt ở đây nó cũng gần tương tự như cái thằng buji xịn đó. Ok, đây thì anh em có thể nhìn cái chữ Denso đây, nó dập rất sắc nét. Như cái thằng bên này thì cái chữ Denso nó dập có vẻ là lòe nhòe, chỗ thì nét, chỗ thì không nét. Nó trên này thì dập
chữ Enso nó bắn máy tính rất là to, nhìn nó to hơn hẳn đúng không ạ? Đây là một loại nhái này. Ok, thì bây giờ là mình sẽ để ra đây. Và tiếp theo thì mình sẽ có một cái loại nữa. Hàng này nhái cũng rất là đẹp anh em nhé. Đó, anh em nhìn cái chữ Enso nó cũng có chấm bắn bằng máy tính đấy, nó cũng có chấm. Và sờ đây nó cũng không có cái gợn này. Nhưng mà so với lại cái thằng Buji Zin này nó đã gợn hơn một tí. Đó, chứng tỏ là cái mực nó chấm sẽ là dày hơn. Đó, cũng là U20 FS chữ U đó. Và ở đây cái chữ Denso ở đây nó dập cũng rất là sắc nét, nhưng mà chữ nó lại là chữ thanh. Còn thằng bên này là sẽ là chữ đậm hơn anh em nhé. Đó, thằng này cũng là hàng nhái. Và cái rãnh ở đây, cái rãnh ở đây nó nhìn rất là mờ anh em ạ. Nhìn bằng thực tế cảm quan bên ngoài mình nhìn vào cái rãnh nó rất là mờ và thanh cái rãnh. Còn cái thằng Buji Denso Zin thì cái rãnh nó sẽ to hơn. Đó, đây là cái Buji Denso, cũng là nhái, hàng nhái đắt tiền. Ok, còn bây giờ là mình sẽ có ở đây hai thằng Buji nhái Denso rẻ tiền. Đó, anh em nhìn phát biết ngay luôn. Đây mình sẽ cho anh em xem. Đó, cái chữ Denso ở đây nó sẽ là chữ Denso màu đen, nhưng nó sẽ là đen nhạt. Đó, màu đen nhạt. Và nó có sẽ là có ô, nó là những cái ô vuông nó bắn vào. Đó, thì ở đây thì cái Buji này thì nó cũng có cái ô bắn vào, nhưng mà cái chữ nó rất là đậm. Đó, và cái chữ Denso ở dưới này nhìn nó còn bị nghiêng luôn anh em ơi. Đó, ở đây mình có con Buji Denso nhái, hàng cực rẻ tiền luôn. Đó, đây là cái Buji Denso đây, anh em sờ vào đây rõ cái gợn của cái chữ luôn. Đó, đây là Buji Denso U16. Thì cái mã này thì nó sẽ phù hợp theo từng nước một. Ví dụ là ở những cái khí hậu lạnh hay khí hậu nóng thì cái số này sẽ lắp phù hợp với những cái vùng miền hay là vùng khí hậu. Thì cái này ở cái clip tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách lựa chọn những cái hào dòng U ở đây. Đó, hay là cái Buji ở đây thì mình có cái Buji hàng NGK, đây là mã C5, thì nó sẽ lắp vào những cái loại xe như thế nào, và C6 thì lắp vào những cái loại xe như nào, thì clip sau thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Ở cái clip này thì mình chỉ muốn nói về cái dòng Denso thôi. Đó, thì anh em có thể nhìn thấy cái chữ Denso ở dưới này nó lòe nhòe nữa. Đó, nó không sắc nét như cái thằng này, nó không rõ ràng như này. Đó, anh em nhìn đúng không ạ, một trời một vực luôn. Và cái chữ ở đây nó cũng khác hẳn nhau luôn. Đó, đây là cái Buji Denso nhái. Thì tại sao mà mình phải nên chọn những cái Buji Denso hàng xịn? Thứ nhất là khi xe các bạn muốn đạt được cái hiệu suất mà tăng tốc nhanh, hiệu quả, đốt cháy triệt để, không dư xăng, thì các bạn nên chọn cho mình một cái Buji Denso này. Thứ nhất là về giá thành, những cái dòng Buji này thường là sẽ đắt hơn những cái dòng Buji rẻ ở đây. Đó, thì khi anh em bỏ số tiền ra mua những cái Buji đắt tiền hơn như này, Buji thương hiệu của hãng này, thì anh em cũng nên lựa chọn cho mình những cái Buji như thế nào cho nó phù hợp, đúng với cái số tiền mình bỏ ra, để tránh mua những cái Buji nhái. Và đặc biệt hơn nữa là những cái Buji mà nhái rẻ tiền, ví dụ như con Buji này, Buji nhái rẻ tiền này, thì nó không khác gì những cái Buji rẻ tiền ở đây. Đó, thì ở đây là mình sẽ không đề cập đến những cái thương hiệu, vì cái giá thành nó đưa ra là nó nhằm vào cái phân khúc là rẻ tiền rồi, thì mình không nói đến cái thương hiệu gì cả. Đây cũng là Buji rẻ tiền này. Nhưng cái nguy hiểm hơn nữa, ví dụ như ở đây mình có một cái Buji đây, mình sẽ che cái thương hiệu nó đi. Đây là cái Buji C5 HNA của một cái thương hiệu cũng có tên tuổi ở trên thị trường chứ không phải là không. Nhưng mà cái Buji này đưa ra sẽ là Buji rẻ tiền. Ok, nhưng cái nguy hiểm hơn nữa, đây như các bạn có thể nhìn thấy, để mà tháo được cái Buji này ra mình đã phải đục như này. Cái xe này của họ vẫn nổ được nhá, nhưng mà đi cực kỳ tốn xăng. Và cứ rửa xe một cái là nước nó vào, hoặc là đi mà máy nó nóng căng lên là không nổ được. Thì mình đã kiểm tra là mình tháo ra thì nó đứt đôi đấy. Thì anh em có thể nhìn thấy ở đây, đây mình sẽ lấy cái đầu Buji mình chỉ. Ở chỗ này là cái gen, cái sắt ở chỗ này nó vẫn còn mới này. Ở chỗ này nó đã gãy ngậm từ bao giờ rồi. Đó, thì như thế này cái Buji mình cắm vào đây thì nó sẽ lọt không khí từ dưới này, nó lọt lên, nó sẽ gây hiện tượng khó nổ. Ở đây nó cắm như này, nó sẽ gây hiện tượng khó nổ và nó bị hao xăng. Đó, và cái xe này đã không nổ được,
khi dắt đến quán mình nó đã không nổ được rồi. Vì sao? Là cái sứ ở trong này anh em có thể nhìn đấy, mình sẽ lấy một cái buji đây, cái buji này anh em có thể nhìn thấy cái sứ ở trong này, cái sứ ở trong này nó đã bị vỡ ra. Nó vỡ ra thì nó rơi vào cái suppap, nó rơi cái suppap và nó sẽ bị kênh cái suppap, làm cho cái xe này không nổ được. Cũng rất may là nó chỉ kênh suppap thôi, chứ nó không gây cho là bị kênh hẳn ra này. Thì cái quả nó đụng vào như cái clip mà mình làm con exciter ấy, quả nó đụng vào nó gãy luôn cái suppap đấy, rất là nguy hiểm mà thay thế rất là đắt tiền. Nhưng mà cái xe này cũng rất là may, nó chỉ kênh suppap thôi, gây là không nổ được. Và nó không nổ được cái là họ cũng thôi luôn, họ dắt lên đây luôn. Thì mình đã phải đục nó như thế này và tháo cái đầu quy lát ra để mình vệ sinh cái trong cái bùng đốt này đi, bị cái một cái miếng ở sứ ở đây nó rơi vào, nó làm kênh và không nổ được. Thế tự nhiên là cái xe của người ta đã bị bung cái đầu ra vì chỉ vì cái buji rẻ này. Thực ra này, thay buji đắt thay buji rẻ thì ở trên thị trường này có rất nhiều khách hàng thường là đến quán để cho các anh em thợ thay cho. Ít có những cái người khách nào mà tự đi mua về để lắp lên xe. Đây là những cái ông thợ mà bất tâm, không có tâm trong nghề, cứ đi lắp những cái buji rẻ này và cuối cùng là xe người ta nó hỏng như thế. Đó, đây là rất là phí đối với những cái chiếc xe mà bị gắn những cái buji này. Tiền nào của đấy anh em ạ, một lần nữa là mình xin khẳng định luôn là tiền nào của đấy. Nhưng mà gắn những cái loại buji này là không nên, anh em tuyệt đối không nên gắn những cái loại buji như này. Đó, thì ở đây cái buji ở đây mình có một cái buji rẻ, nó có một cái vạch xanh xanh ở đây. Thường là những cái buji rẻ rẻ này nó hay bị đứt ngang ở đây anh em nhé. Đứt ngang ở đấy khi mà mình đi ấy, lực nó giãn ở không đều là nó đứt ở đây và nó rơi sứ ở trong này, rất là nguy hiểm. Đó, thì ở cái clip này mình đã chia sẻ và so sánh giữa những cái buji Denso xịn và những cái buji Denso nhái. Thì qua cái clip này thì phần nào anh em cũng có thể hiểu được cái cách lựa chọn đơn giản nhất để chọn được cho mình một cái buji mà đúng cái số tiền mình bỏ ra, và cái buji phải thật sự là thương hiệu mà bạn đã lựa chọn, để tránh mua phải những cái buji nhái. Đó, ví dụ như con buji này, nếu như bình thường anh em nào mà không nắm được thì sẽ mua phải những cái buji như này. Đó, thì cái hậu quả sau này có thể là sẽ giống như con buji này. Đấy, rất là nguy hiểm anh em ạ. Cái buji này nó không đơn thuần chỉ là để đánh lửa trong bùng đốt đâu, mà nó còn giúp cho cái xe của bạn vận hành một cách hiệu quả, êm ái, tăng tốc lên nó không bị giật cục vì cái ngọn lửa nó đánh sẽ rất là chuẩn. Còn những cái buji rẻ tiền ấy thì khi mà mình tăng tốc lên là cái lượng gió, xăng gió nó vào nhiều và cái vòng quay của cái máy, có cái moment xoắn của cái máy nó sẽ tăng lên, thì cái buji nó sẽ đánh lửa không kịp. Đánh lửa không kịp thì suy ra là cái máy của các bạn nó sẽ yếu, cái máy sẽ lọc bọc cái máy, và các xe các bạn đi như thế là nó sẽ bị hao xăng, sẽ rất nhiều xăng dư theo bô nó sẽ ra ngoài không khí bên ngoài, rất là gây ô nhiễm không khí. Đó, thì ở cái clip hôm nay thì mình đã chia sẻ với anh em về cái cách lựa chọn cho mình một cái buji Denso. Ở clip sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn lựa chọn cho mình một cái buji NGK như thế nào là hàng xịn, đúng với cái số tiền mình bỏ ra. Vâng, xin chào anh em, mình là Kiên Mô Tôn.